câu hỏi của mọi người câu hỏi của phần 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 lớn luôn ấy tôi phải nói thật ra là gặp 10 ông thì đến 9 ông có cái trí tiến thủ toàn hỏi câu ấy trồng cây gì và nuôi con gì theo anh thì trồng cây gì nuôi con gì à, thực ra là việc làm của em ấy cái cái tính cách tôi đoán sơ qua em nó thì em nó còn trẻ nhưng mà khá là chịu chịu làm em nó có cái mô hình gọi là 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 săn bắt chuột mấy cả mổ mổ thỏ mổ thiếc các thứ này cũng làm marketing cũng khá tốt ờ, hôm nay tôi cũng phải mua mất uh, hình như là triệu mấy tiền cà phê ấy. tự nhiên có cái bạn nào ấy đuôi tám 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 chín tám chín anh ơi anh có mua cà phê 9s rồi tôi đại ý người ta nói là nói ngọt ngào lắm mình bảo cà phê 9s là cái gì thế là mà tôi ở xa lắm tôi ở hưng yên em à, bọn em ship cốt anh đến anh kiểm tra hàng mấy thế nọ kia anh qua zalo em gửi bảo báo giá mấy thế nọ thế kia Ờ à, thế mình bảo là thế thì gửi cho chín cái loại tám hay chín loại à, thực ra là tôi uống là tôi uống cái cà phê cà phê gì nhỉ của của vũ ấy g 7 toàn uống g 7 thôi cũng không uống vina cà phê thế là nếu mà nếu mà vina cà phê mà gọi cho tôi mà bảo là có, có uống cà phê vina không thì tôi bảo tôi không uống ngay ở, ở địa phương mình có nhưng mà nhiều khi có cái phải cà phê những cái cà phê mình uống rất là ngon như ngày xưa là có cái cà phê mẹ thì con đại bàng ấy mấy cái ngày xưa có thời mà mắc cà phê nó cũng cũng uống rất là ngon thế là hôm nay lại bị úp sọt mất hơn triệu tiền cà phê còn đấy là cái việc là người ta làm marketing người ta chủ động người ta đến người ta gọi đến mình mà tự nhiên nó mình bảo tại sao lại có biết số gặp số điện thoại của tôi mà biết tôi hay uống cà phê đang chờ thằng cu em đấy là cái cách người ta làm marketing nhưng mà nhiều khi là là phải tìm đúng đối tượng để mà marketing ví dụ như là bây giờ mà một cái ông mà mà ông ấy không thích cái cây cối gì nhà cửa thì có thể là nhà rất to nhưng mà thường là nhà các ông mà chả có cây cối gì vừa mới xây nhà như thế này mà không có cây cối gì một là thu nhập người ta không không có ờ, ừ, tức là kiểu xây xong cái nhà mà phát là phải chờ lâu lắm mới có một cái cây tức là kiểu hết bố nó tiền tôi nói thật chứ còn nhà nào cũng thế người ta cái cái tâm niệm người ta là khi mà đã xây nhà to như thế này này chứ mẹ gì cũng phải có một cái cây gì đấy hoặc là nhiều cây tôi nói thật để cho mấy cái bạn mà ở trên mạng hôm qua bạn bảo là xây nhà được mấy năm rồi nhưng mà chưa bao giờ có một cái cây nào cả không cần mua một cây nào cả để tiền đấy ăn thịt gà tôi nói thật khi mà phú quý người ta sinh ra lễ nghĩa tôi nói thật chứ còn không phải là nhiều khi là người ta cũng chả đam mê cây cối đâu nhưng mà đến nhà lọ nhà kia xong người ta có cái cây, cây đây này anh ấy ông, ông tiếp rồi này nhà chả có cây cây gì thế này sao này nhà này nhà đẹp thế này không có cây cối gì thế này nhà có mỗi cây đu đủ thế kia thì chết thật thế này thì sản xuất cây thì bán cho ai bây giờ thì, thì, anh tiếp này không chơi được rồi chán cây đâu và con đồng hổ nó cứ hỏi trồng cây gì nuôi con gì đang đi đoán nó thì nó đi lại đi bắt chuột thế là bảo là lại ngồi nói chuyện À đây vào, xem mô hình nhưng mà vào xem nhà ông ấy toàn đu đủ mấy cái gì ấy, nhán như thế này thì cũng mô hình nhà sạch nhà đẹp đấy chưa tức là các bạn phải hình dung là khi mà chúng ta không có tiền ấy chúng ta chả nghĩ gì đến cái việc là chăm sóc sức khỏe rồi làm răng làm tóc làm tiếc đâu đấy nhưng mà khi chúng ta có tiền tự nhiên mẹ con cái 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 giới mà chúng ta chơi ấy bạn bè nó có tiền nó lại đi làm tóc xong rồi răng rồi thế nọ thế kia tôi nhiều khi tôi cũng thế mẹ mình trải mình cuộc sống mình rất xòe xòa nhá mình mặc quần áo là cứ lợm thà lượm thuộm xong rồi đến nhà là vứt lung tung nhưng mà mẹ ra vào nhà chúng nó mà cái bọn mà ấy với mình ấy thấy nhà chúng nó sạch đẹp xong rồi có ghế xong rồi xoay 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 như kiểu giám đốc ấy ui rủa mình nó cũng thích nhưng mà sau đấy về nhà là mình lại để đéo thích nữa nhưng mà cứ chơi với chúng nó thường xuyên là kiểu mẹ cũng xịt nước hoa thơm nứt hết cả người toàn loại nước hoa mà tầm không phải loại nước hoa trăm nghìn một lít một lít chỉ có trăm nghìn mà nước hoa của chúng nó thơm thơm mà cảm giác là mình là con trai mà mình cũng đẻ mà mẹ nó ra ấy đến nơi rồi xong quần áo thì nó bóng nộn ra xong rồi đi mà, mà ra VinHome, hôm vin, Home, đi, vin Hiếc, đi, đi ra các cái chỗ mà khu hội trợ ấy là cũng đút cái tờ 50 mươi nghìn vào xong rồi nằm 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 xong rồi tự nhiên máy nó đấm bóp nó đau hết cả người ấy mình còn nếu không có tiền thì nói thật là ui rồi ôi mẹ đưa tờ, tờ 50 mươi nghìn vào cái máy xong nó nó xoa xoa được nửa tiếng thì xoa làm cái gì xoa xoa làm cái gì thế cho nên tôi mới bảo là phú quý thì mới sinh ra lễ nghĩa. Bao giờ ông thế khi mà chúng ta có tiền rồi thì chúng ta mới ấy. Chứ còn các cái ông mà nói bảo là ừ, có nhà xây nhà mới thế nọ thế kia nhưng mà tốt nhất là không mua mà để đấy là ăn thịt gà mấy cái cây vớ vẩn mấy thế nọ thế kia thì nói thật ra là thu nhập vào lúc quý bạn chưa cao, bạn chưa lên một cái giai tầng mới. Khi mà bạn lên một cái giai tầng khác thì khi mà nhà cao cửa rộng như này chẳng qua anh tiếp anh xây xong cái nhà kia là mẹ thôi chồng đủ đủ cho nó ít tiền.